tiếp theo các video về máy phun vân. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn máy phun đa chức năng ZPFun. Bây giờ tôi sẽ mở thùng để kiểm tra phụ kiện bên trong và hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Khi phun thùng ra thì ta sẽ thấy bên trong có một cần phun. Cần thẳng và nắp. Đây là thân máy của máy phun đa chức năng ZPFun. Bây giờ chúng ta kiểm tra phụ kiện bên trong. Đây là lọc rác, ống nhúng, chúng ta có phụ kiện là đầu phun, miếng lọc nước, bình pha xăng, ống chỉnh nước, pha nước và phụ dê. Đây là bộ phụ kiện tay cầm và của dê để nối ống phun, ống nhúng. Bộ dây đeo lưng. Xem hướng dẫn sử dụng. Dây đấu để thông bình hơi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chức năng phun hạt, phun vân hoặc là phun vôi của máy. Bây giờ chúng ta có thể lắp máy. Đầu tiên thì ta sẽ lắp ống nhúng vào. Đây là ống nhúng. Chúng ta dùng một cổ dây lớn để cố định ống nhúng vào trong thân máy. Làm qua ống nhúng và lắp vào đầu ra của thân máy. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống phun vào trong ống nhúng. Tùy theo mục đích sử dụng của bạn mà có thể lắp ống cong hoặc là ống thẳng. Đối với phun hạt hoặc là phun vôi thì các bạn sẽ lắp ống thẳng. Đối với phun nước thì các bạn sẽ lắp ống cong. Bây giờ tôi sẽ lắp ống thẳng vào trong máy. Chúng ta dùng cổ dê để siết chặt. Bây giờ chúng ta sẽ lắp tay cầm. Chúng ta lắp trực tiếp ở phía thân của ống phun. Tiếp đến thì ta sẽ lắp dây đeo cho máy. Tương tự với chiếc dây còn lại. Đối với chức năng phun vân, phun hạt hoặc là phun vôi thì các bạn sử dụng như thế này. Chúng ta nổ máy, sau đó điều chỉnh cần ga. Tùy theo mức độ phun xa hoặc là phun gần thì các bạn có thể ga to hoặc ga nhỏ theo cần này. Sau đó thì mở lưu lượng hạt ra bằng cần thứ hai để phun lưu lượng nhiều hoặc ít. Bây giờ tôi sẽ đeo lên cho các bạn xem. Thank you.
phun đa chức năng jet diffun có dung tích bình chứa là 26 lít, sử dụng động cơ 2 thì, dung tích xi lanh là 40cc, rất là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Máy có thể phun được rất nhiều loại, ví dụ như phun vôi, phun hạt để gieo mầm, phun phân hoặc là phun nước tiêu độc khử trùng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.